Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Những linh vật phong thủy giúp gia chủ khai vận hút tài lộc. Trong tín ngưỡng văn hóa, linh vật hay còn được gọi là vật lấy phước hay con vật linh thiêng là những con vật huyền thoại hoặc có thật đã được con người sáng tạo, linh hóa để trở thành một biểu tượng văn hóa mang ý nghĩa sâu sắc, truyền đạt lý tưởng, niềm tin tâm linh và tôn giáo. Ở một góc độ khác, đây còn là những vật phẩm phong thủy giúp chiêu tài hút lộc, đem lại nhiều may mắn, giúp khai vận tiền tài cho chủ nhân. Tỷ hưu. Tỷ hưu bắt nguồn từ Trung Quốc là một linh vật khá giống kỵ lân. Tỷ hưu phong thủy được thờ với mong muốn đem lại tài lộc, sự bình an cho người sở hữu. Tương truyền, tỷ hưu có hai loại là thiên lộc và tịch tà. Thiên lộc là loại tỷ hưu có phần bụng và mông to, dáng vẻ uy phong bệ vệ. Miệng thiên lộc rất rộng, trên đầu có hai sừng. Tỷ hưu thiên lộc ăn vàng, bạc, châu báu. Trong phong thủy, đây là sự thu hút tiền tài, giàu sang. Tịch tà. Đây là loại tỷ hưu có một sừng trên đầu, dáng vẻ có phần dữ tợn, miệng luôn há rộng ra. Tương truyền rằng, thức ăn chính của tịch tà là yêu ma, âm khí. Vì vậy, trong phong thủy, tịch tà được dùng để trừ tà, trấn an dương khí. Nếu đặt tỷ hưu trong nhà theo đúng phong thủy, không những sẽ thu hút tiền tài, mang lại may mắn, mà còn xua đuổi tà ma, đem lại sức khỏe, sự bình yên cho gia chủ. Thiềm thử, cóc ba chân. Thiềm thử hay còn được gọi với cái tên khác là kim thiền, cóc ba chân, cũng là một linh vật có nguồn gốc xuất phát từ văn hóa Trung Quốc. Tạo hình của thiềm thử rất nhiều, tuy nhiên phổ biến nhất vẫn là hình ảnh cóc ngậm một đồng tiền, ngồi trên đống tiền vàng hoặc thỏi vàng, trên lưng đeo sâu tiền cổ. Điều này tượng trưng cho sự may mắn, làm chủ về tiền tài và tài lộc. Khác với người Trung Hoa, người Việt thường thờ thiềm thử trên thần tài hoặc thổ địa. Ban ngày ngoảnh đầu ra ngoài đi tìm kiếm tài lộc, ban tối để hướng vào với ngụ ý đem tiền về nhà. Sư tử. Người ta vẫn thường quan niệm sư tử là chúa sơn lâm, vì vậy nó mang một sức mạnh tiềm ẩn. Sư tử có hình dáng uy phong, dũng mãnh, có khả năng trừ tà, xua đuổi âm khí. Đặt sư tử ở những nơi có nhiều tà khí hoặc trước cửa nhà có tác dụng trấn an dương khí, trừ tà, tài vận, đem lại sự bình yên cho gia chủ. Ngoài ra trong phong thủy, sư tử còn có tác dụng chiêu tài, hút lộc. Đặt một đôi sư tử ở trước cổng nhà, cổng cơ quan, nơi làm việc, không những giúp vận khí thêm thuận lợi mà con đường công danh cũng thêm phần rạng rỡ. Long quy. Theo phong thủy, long quy là linh vật được kết hợp giữa rồng và rùa, mà hai con vật này lại nằm trong bộ tứ linh, nên xét về độ linh thiêng may mắn lại càng tăng thêm gấp bội. Long quy mang biểu tượng cho sự hoạch tài và sự hưng thịnh bền vững. Rùa hút linh khí của trời để thể hiện cho sự trường thọ, sức khỏe dồi dào. Rồng thể hiện cho sự giàu sang phú quý và quyền lực. Vì vậy, long quy trong phong thủy mang một ý nghĩa vô cùng cát tường. Cá. Với câu chuyện về cá chép hóa rồng hay cá chép vượt vũ môn, hình tượng cá chép đã mang một ý nghĩa rất quan trọng về sự cát tường thịnh vượng. Cá chép cũng là một trong những linh vật phong thủy mang lại sự may mắn và giàu sang, có tác dụng kích hoạt tài vận cho gia chủ. Cá chép thường được đặt trong nhà để hút tiền tài hoặc để trong văn phòng làm việc để con đường công danh được hanh thông. Ngoài ra, theo quan niệm dân gian, cá chép còn mang ý nghĩa về sự sum vầy trọn vẹn. Vì vậy, người ta vẫn thường in hình cá chép lên vỏ hộp bánh mỗi dịp Tết đoàn viên, với ngụ ý mong con cháu xa nhà, sớm về sum vầy đoàn tụ với gia đình. Ngựa. Chẳng phải tự nhiên mà người ta lại có câu mã đáo thành công. Ngựa là biểu tượng cho sự trung thành, tận tụy, đồng thời cũng là biểu hiện cho sự thành công, tài lộc, sự kiêu hãnh và tự do. Đặt tượng ngựa hoặc tranh ngựa trong nhà, văn phòng hay bàn làm việc, vị trí sinh tài sẽ đem lại cho gia chủ may mắn, giúp con đường công danh được mở rộng, tài vận được hanh thông. Nên đặt ngựa theo hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, hướng ra cửa để tăng vận khí, thu hút tiền tài. Voi. Con voi được nhắc đến nhiều trong văn hóa Việt Nam qua những truyền thuyết sự tích dân gian. Vì vậy, hình tượng con voi cũng đem lại những ý nghĩa đặc biệt trong văn hóa Việt. Theo phong thủy, voi không những đem lại sự may mắn, tiền tài, thành công cho gia chủ mà còn đem lại sức khỏe dồi dào, trường thọ. Voi có thể đặt ở nhiều vị trí, đặt voi trong phòng làm việc giúp duy trì công danh sự nghiệp, tăng vận của quý nhân.
Trong phong thủy, nước tượng trưng cho tiền tài. Vì vậy, nếu đặt voi ở trong nhà, nên quay vòi voi hướng ra phía có nước để voi hút tài lộc. Ngoài ra, đặt voi ở những vị trí sinh tài sẽ đem lại tài lộc và may mắn cho gia đình. Rồng. Rồng vốn dĩ là con vật mang tính huyền thoại thiêng liêng, đại biểu cho quyền lực tối cao. Rồng mang một nguồn sinh khí mạnh mẽ của vũ trụ. Vì vậy, trong phong thủy, rồng có sức mạnh tạo ra tiết khí, thay đổi vận số. Nếu đặt tượng rồng trong nhà, sẽ đem lại sự giàu sang, phú quý và quyền lực. Có thể đặt rồng ở nhiều vị trí trong nhà, trừ những chỗ có nhiều âm khí hoặc nơi ẩm thấp, tối tăm. Tốt nhất nên đặt ở nơi thông thoáng, có ánh sáng và tránh đặt cao quá đỉnh đầu. Nên xem bạn hợp với hướng nào, mệnh nào để quay hướng rồng sao cho phù hợp. Không nên để đầu rồng quay ra cửa sổ, tránh đặt các vật phong thủy khác gần rồng, ngoại trừ những linh vật hợp với rồng. Châu. Châu vốn là biểu tượng cho sự cần cù, chăm chỉ, sự bền bỉ và hiền lành. Trong phong thủy, châu mang hàm ý có cuộc sống no đủ, đủ đầy, công danh sự nghiệp được viên mãn. Đặt một tượng châu trong nhà giúp gia chủ có cuộc sống ấm no, thu hút tài lộc. Đặt châu trong văn phòng, bàn làm việc giúp chủ nhân khai thông vận khí, mở rộng con đường công danh, kinh doanh sinh lời, thành công phát đạt. Nên đặt châu ở hướng Bắc hoặc Đông Bắc, tránh đặt phía Nam hoặc Đông Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để biết thêm nhiều video hay và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!